kinh văn Tam giả thị nhân cùng tận lục căn mạt na chấp thọ tâm ý thức chung bản nguyên do xứ tánh thường hằng cố tu tập năng tri bát bạn kiếp chung nhất thiết chúng sanh tuần hoàn bất thất bản lai thường trụ cùng bất thất tánh kế dĩ vi thường. Việt dịch ba là người ấy nghiên cứu cùng tột nguyên do bản lai của lục căn của sự chấp thụ ở thức mạt na và của tâm ý thức thấy bổn tánh của nó vốn thường hằng, tu tập biết được trong tám vạn kiếp, tất cả chúng sanh xoay vần không mất, xưa nay vốn thường trụ, nghiên cứu cùng tột tánh không mất ấy chấp cho là thường. Giảng ba là người ấy nghiên cứu cùng tột nguyên do bản lai của lục căn, người ấy nghiên cứu cùng tột nguyên do bản lai của thức thứ sáu, thức thứ sáu còn gọi là ý thức, mạt na thức còn gọi là nhiễm ô thức của sự chấp thủ ở thức mạt na và của tâm ý thức, tức là của thức thứ sáu và thức thứ bảy. thấy bồn tánh của nó vốn thường hằng qua công phu tu tập, dùng công phu phản văn văn tự tánh, biết được trong tám vạn kiếp tất cả chúng sanh trong mười phương xoay vần luân chuyển trong luân hồi không hề tan mất và không hề thay đổi, vốn xưa nay vốn thường trụ nghiên cứu cùng tổ tánh không tan mất ấy chấp cho là thường, không bị chi phối bởi sự thay đổi. Kinh văn tứ giả thị nhân ký tận tưởng nguyên sanh lý cánh vô lưu trì vận chuyển sanh diệt tưởng tâm kim dĩ vĩnh diệt lý trung tự nhiên thành bất sanh diệt nhân tâm sở độ kế dĩ vi thường việt dịch thứ tư là người ấy đã tiêu dung được căn nguyên tưởng ấm lý sanh khởi không còn nữa trạng thái lưu chuyển đứng lặng xoay vần tâm tưởng sanh diệt nay vĩnh viễn không còn trong lý tự nhiên thành không sanh diệt do tâm niệm suy lượng như thế mà chấp cho là thường. Giảng thứ tư là người ấy đã tiêu dung được căn nguyên tưởng ấm. Thứ tư là do hành giả đã tiêu dung được căn gốc của tưởng ấm, lý sanh khỏi không còn nữa. Một khi đã vượt qua được tưởng ấm, thì cội nguồn của sự sanh khởi vọng tưởng cũng không còn nữa. Hành giả có được định lực, hóa giải hết những vọng tưởng từ tâm thức, với tâm ngưng lặng sáng suốt, hành giả không còn cơ hội nuôi dưỡng vọng tưởng nữa. Trạng thái lưu truyền đứng lặng xoay vần của hành ấm, tâm tưởng, vốn là nguyên nhân của sanh diệt nay vĩnh viễn không còn nữa. Hành giả không còn vọng tưởng nữa trong lý tự nhiên thành không sanh diệt. Thế nên tự nhiên nghĩ rằng đây là trạng thái không sanh diệt do tâm niệm suy lưởng như thế hành giả chấp cho là thường. Kinh văn Do thử kế thường, phong tránh biến chi, đoạn lạc ngoại đạo hoặc bồ đề tánh, thị tắc danh vi, đệ nhị ngoại đạo, lập viên thường luận việt dịch do suy luận chấp thường ấy quên mất tránh biến chi lạc vào ngoại đạo mê mờ tánh bồ đề đây là loại ngoại đạo thứ hai lập gia thuyết viên thường giảng dạ, do suy luận chấp thường ấy do suy luận về bốn luận thuyết chấp viên thường ấy quên mất tránh biến chi hành giả bỏ mất trí huệ có được từ tránh biến chi lạc vào ngoại đạo mê mờ tánh bồ đề một khi đã rơi vào tả thuyết ngoại đạo người ấy không thể nhận ra được tánh bồ đề đây là loại ngoại đạo thứ hai lập ra thuyết viên thường